Chào các bạn, thì bài này á, thì đặc điểm của nó là tôi chỉ hướng dẫn cho các bạn nào mà chưa có từng biết về Photoshop làm thôi. Còn tất cả các anh chị, các bạn đều biết Photoshop rồi. Thì cũng để cho các bạn mà chưa biết học hỏi. Bài hướng dẫn trước tôi đã hướng dẫn cho các bạn sử dụng công cụ là Pen Tool, là rất là cơ bản. Thì công cụ Pen Tool, các bạn chú ý cho tôi là cái phần này là Add và cái phần Delete và cái phần là Convert. Thì những cái phần này á, thì rất là quan trọng trong việc là xử lý hình ảnh cũng như là cắt ghép, thay phông. Rồi xong thì tiếp theo bữa nay tôi hướng dẫn cho các bạn là công cụ là Magic Wand Tool. Thì đặc điểm của công cụ Magic Wand Tool là như thế này, nó là dùng để là tách trên những cái màu gọi là cái màu đồng của nó, có nghĩa là cái màu nào ví dụ như màu này là màu trắng thì tất cả các màu trắng ở đây đều được là cái vùng chọn ở đây. Còn nếu như những cái màu mà nó khác biệt như là màu xám xám như đây, màu đen nè, rồi màu đỏ, màu nói chung là không phải là màu trắng hoặc là những màu khác thì nó sẽ không có chọn mà nó chỉ chọn màu trắng thôi. Thì đây tôi lít vào cái ở bên ngoài này, chọn ở đây đó, thì các bạn nhìn thấy xem ở đây còn một chỗ ta chưa có chọn được vô đây. Nếu như ta chọn vô đây mà không giữ chuột thì nó sẽ mất đi cái vùng chọn bên ngoài. Và nếu như muốn chọn tiếp ở bên ngoài thì nhấn Shift để thêm vùng chọn. Rồi xong như vậy. Và cái đây là cái công cụ zoom, zoom to. Rồi xong, ví dụ như đây các bạn muốn xem một cái điểm nào đó đi, các bạn phóng ở đây, kéo một cái góc ở đây, một cái phóng lên nó thì là được như vậy. Đây thì nó sẽ được như thấy nó to lên như đây. Nhưng mà các bạn để ý xem, đối với Magic Wand Tool đó thì cái vòng này, cái viền này á, thì nó sẽ có độ bén rất là cao nếu như chúng ta không biết xử lý nha. Thì bây giờ nếu xử lý được khắc phục của đó thì ta vào trong Select, chọn là Modify, chọn là Fader, đó là phần mềm Photoshop CC, nó sẽ nằm ở trong đây. Còn Photoshop CS2 thì nó nằm bên ngoài, nói chung nó chỉ khác vậy thôi. Rồi xong, nhấn Shift F6. Ở đây tôi chọn là mặc định là 0.5 đối với những tấm hình mà nó nhỏ. Còn những tấm hình mà nó lớn thì các bạn tấm hình mà độ phân giải nó cao thì các bạn nên chọn là 1. Tại vì nó rất là cao nên 0.5 thì nó cũng cái đường này nè, nó sẽ bén. Còn đây tôi chọn 0.5 là nó vừa. Rồi xong, ok. Đó, sẽ tạo ra một cái vùng như thế này. Rồi cái bước tiếp theo nữa là chúng ta phải đảo ngược vùng chọn lại để chọn cái phần mà ta cần tách lên. Thì ra vào trong cái phần là Select, tôi chọn là Invert. Thì cái phím tắt của tất cả các Photoshop thì nó là đều Shift Ctrl Y. Đó, trên tổ hợp phím Shift Ctrl Y. Thì này, thì tất cả các phần mềm Photoshop mặc định nó là như vậy. Rồi ok. Đó, xong. Rồi bước tiếp theo nữa thì muốn tách hình này lên đó, thì ta vào trong cái phần là layer, chọn new via copy. Thì ở phần này ta sử dụng phím tắt là Ctrl Z để tách hình này lên. Rồi ok, click vào đây. Rồi xong, ta tách được tấm hình này. Thì bây giờ tấm hình này là một tấm cái tấm hình rỗng, thì muốn tạo một cái background nha, một cái background ở đây có đổ màu lên. Thì trước tiên theo tôi ấy, thì các bạn nên chọn một cái màu nào đó đi. Đó, bây giờ ví dụ như tôi chọn là cái màu màu xám xám này đi ha. Rồi xong ok. Rồi tiếp theo tôi chọn cái màu này, tôi chọn cái background này và re new layer gì nè. Tôi chọn click vào cái biểu tượng này đi, click vào biểu tượng này. Xong rồi sau đó ta kéo nó xuống đây một cái, nó xong rồi.
Ở đây là để ý cái vùng ở bên đây là vùng foreground, hồi nãy ta chọn cái màu đó đó. Foreground thì ta nhấn là add delete để đổ màu foreground. Đó. Còn nếu như mà đổ màu background thì ta chọn là control delete. Ví dụ như đây có màu trắng nè, thấy không? À, thì nó sẽ hiện ra đây. Đó, thì như vậy. Thì bây giờ tấm hình này á, tôi đã hướng dẫn cho các bạn đã tách xong tấm hình này cách nhanh chóng trên một cái màu như thế này đó. Thì đặc điểm của này thì làm rất là nhanh, nhưng mà cái khuyết điểm của nó là nó nếu như gặp những hình mà nó phức tạp hơn á thì nó sẽ làm mất chi tiết nếu như mà chúng ta kiểm soát nó không được. Thì nói chung bài hướng dẫn hôm nay của tôi đến đây là kết thúc, chia sẻ cho nhiều người cùng xem để cùng học hỏi. Thì bài này á, thì đặc điểm của nó là tôi chỉ hướng dẫn cho các bạn nào mà chưa có từng biết về Photoshop làm thôi. Còn tất cả các anh chị các bạn đều biết Photoshop rồi thì cũng để cho các bạn mà chưa biết học hỏi. Rồi, dạ, em xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong bài tiếp theo.